Tuyệt thế đương môn tập 35 và 36, học viện Sử Lai Khắc bước ra sân dưới sự hò reo của khán giả. Đối thủ bên kia cũng bước ra. Bọn họ mặc một bộ y phục màu trắng, thuộc về học viện cao cấp hồn đạo sư Vân La. Mấy năm này, kỹ thuật hồn đạo khí của Tinh La Đế Quốc phát triển rất nhanh, trong đó biểu hiện của học viên Vân La là rực rỡ nhất. Thi đấu vòng tròn có 3 loại theo thứ tự là đoàn chiến 1v1 và 2v3. Quy tắc đoàn chiến 1v1 là mỗi bên phái một đội viên tiến hành đấu với nhau. Bên thua phái ra người tiếp theo, cho tới khi một bên đều bại trận hết. Nếu như người xuất chiến có thực lực đủ mạnh, thì có thể dùng sức một mình loại bỏ cả đội phe đối thủ. Cái còn lại là đấu 2 trận 2v2 và 1 trận 3v3. Đội trưởng hai bên được lên sân rút thăm. Không may là vòng đầu tiên lại là 1-1. Từ Tam Thạch là người đầu tiên ra sân, phía Vân La học viện cử một tên béo ra sân chiến đấu. Từ Tam Thạch vô cùng tự tin là mình sẽ giành chiến thắng. Tên béo lại sử dụng hồn đạo khí. Điều bất ngờ là Từ Tam Thạch lại không có dấu hiệu muốn giao chiến. Hắn chạy ra gần rìa sân thi đấu, sau đó sử dụng hồn kỹ hoán đổi vị trí với kẻ địch. Chỉ cần rơi ra khỏi sân thì sẽ bị loại. Chiêu thức này quá bất ngờ. Tên béo chưa kịp làm gì thì đã bị hoán đổi vị trí và rơi ra ngoài sân. Từ Tam Thạch khoái chí, tuy giành được chiến thắng vậy nhưng phần nhiều đều là do tiểu xảo. Hoàng đế của Tinh La Đế Quốc cảm thấy Sử Lai Khắc cần phải thể hiện thực lực thực sự ra mới được. Nữ tử tên là Thường Nguyệt lên sân thi đấu. Thường Nguyệt là hồn sư thiên về tấn công cận chiến. Vừa nhìn thấy mỹ nhân, hắn ta liền sáng mắt. Cô lao lên tấn công liên tục. Từ Tam Thạch sử dụng tấm khiên ngăn cản. Một bên công kích mãnh liệt, bên còn lại thì phòng ngự vững chắc. Thường Nguyệt bị ép phải dùng tới hồn kỹ, cơ thể biến thành lốc xoáy, chém liên tục như mũi khoan và tấm khiên. Cho dù khiên có mạnh mẽ thì bị chém tới lần thứ 100, 1000 cũng sẽ bị vỡ nát. Chưa dừng ở đó, trên tay Thường Nguyệt còn có hồn đạo khí phụ trợ, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Từ Tam Thạch bị ép đến gần rìa sân thi đấu. Thường Nguyệt thấy vậy, liền cầm kiếm lao tới tấn công phủ đầu. Đáng tiếc rằng, Từ Tam Thạch lại lách người tránh né. Thế là cô nàng bị cuốn theo đà, cơ thể suýt rơi xuống. Từ Tam Thạch chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã khiến Thường Nguyệt ngã khỏi sân. Sau đó hắn còn cố tỏ vẻ tiêu sái hỏi thăm đối phương. Hành động này làm cho Giang Nam Nam hậm hực nghiến răng. Người thứ ba ra sân là đội trưởng của chiến đội tên là Tư Đổ Vũ. Hắn ta bày tỏ mong muốn được đấu một trận nghiêm túc. Từ Tam Thạch nghe vậy cũng chiều theo ý của đối phương. Tư Đổ Vũ sử dụng ra một món hồn đạo khí. Nhiều bộ phận được kết nối lại với nhau rồi đeo lên người hắn ta. Loại hồn đạo khí này vừa có năng lực phòng thủ, vừa có năng lực công kích, là năm ụ súng siêu to khổng lồ. Vô số đạn pháo được bắn ra, Từ Tam Thạch dựng tấm khiên che chắn. Uy lực nòng súng rất mạnh, nhưng sức phòng ngự của Từ Tam Thạch lại quá khủng khiếp. Cơ thể không bị thương, chỉ bị hít một trận khói bụi. Thường Nguyệt thấy cảnh tượng này cũng tức giận, bởi vì công kích của đội trưởng mạnh hơn cô rất nhiều. Vậy mà ban nãy hắn ta lại cố tình yếu thế hơn, giống như là đang trêu đùa cô vậy, đúng là không chấp nhận được. Từ Đồ Vũ lại phóng ra nhiều loạt đạn hơn nữa. Các viên đạn có thể khóa mục tiêu để truy đuổi. Từ Tam Thạch liên tục lạng lách tránh né. Đạn pháo truy đuổi phía sau, tên kia phóng ra thêm một trận công kích ở phía trước chặn đầu, ép cho Từ Tam Thạch rơi vào tình thế bánh mì kẹp thịt. Hắn nhanh trí sử dụng ra thêm nhiều tấm khiên, ngăn cản toàn bộ, thành công hóa giải nguy cơ. Kế tiếp là lao tới phản công, Từ Đồ Vũ lại thi triển ra vũ khí, bắn về phía Từ Tam Thạch. Ép cho hắn suýt chút nữa rơi ra ngoài sân đấu, hắn gồng mình tiến lên. Hai bên cứ như vậy giằng co nhau kịch liệt, Từ Tam Thạch sử dụng đến sức mạnh thực sự. Tấm khiên ban đầu biến thành 4 tấm khiên, tạo nên một trận phòng ngự quá vững chắc. Sau đó tung một trường đánh bay tên đội trưởng phe đối thủ ngã xuống sân. Khán giả chứng kiến một màn này liền hò reo cổ vũ. Phe đối thủ thì mặt mày ủ rũ, ngay cả đội trưởng của bọn họ cũng thua. Như vậy, khả năng lật kèo đã là không còn nữa. Biết không đánh lại nên Vân La học viện chủ động bỏ cuộc. Sử Lai Khắc giành được chiến thắng trọn vẹn với 7 điểm. Sức mạnh của Sử Lai Khắc lại lần nữa được thể hiện. Điều này làm cho các đoàn đội khác cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, phía học viện hồn đạo sư Nhật Nguyệt Hoàng gia lại không hề lo lắng. Tiếu Hồng Trần không tin rằng Hoắc Vũ Hậu có được 6 hồn hoàn 10 vạn năm. Đồng thời hắn cũng tin tưởng học viện hoàng gia của mình mới là mạnh nhất. Mọi người được yêu cầu về nghỉ ngơi, một mình chú ý ở lại quan sát trận đấu. Giang Nam Nam và Hoắc Vũ Hậu lại có cảm giác là chú ý không muốn để cho mọi người nhìn thấy trận đấu tiếp theo. Đúng là không biết thì không sao, biết rồi thì lại lo lắng vì đoàn đội phe địch quá mạnh. Chiến đội phe địch có hồn vương trên 50 cấp với đủ 5 hồn hoàn tọa trận. Các thành viên khác cũng trên 40 cấp. Phía Sử Lai Khắc cao nhất cũng chỉ là cấp 43 mà thôi.
Bối Bối trấn an mọi người nỗ lực, hơn nữa Bối Bối và Từ Tam Thạch lại có chiêu thức ẩn giấu. Hai người kết hợp có thể đánh ngang cơ với hồn sư 60 cấp, như vậy mọi người càng có thêm lòng tin cầm cự đến khi đám người Mã Tiểu Đào trở lại. Lần thi đấu này, hồn sư thuần túy đang ít dần đi, thay vào đó là hồn sư kết hợp với hồn đạo khí. Gần như tất cả người tham gia đều có trang bị hồn đạo khí. Mọi người cảm thấy hồn đạo khí rốt cuộc vẫn là ngoại vật. Các cao tầng của Sử Lệ Khắc học viện cũng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ bây giờ đã khác. Trước đó, nếu như mọi người được trang bị hồn đạo khí phòng ngự thì đã không bị thương và cũng sẽ không tạo thành tổn thất về người. Nếu như lấy tu luyện của bản thân làm chủ, lấy hồn đạo khí làm phụ, vậy thì càng mạnh hơn. Huyền Lão là phong hào đấu la cấp 98, nhưng cũng bị một tên hồn sư hơn 50 cấp dùng bom hồn đạo khí chèn ép. Phía Nhật Nguyệt Đế Quốc lại có hồn đạo sư cấp 10, vũ khí chế tạo ra có sức uy hiếp đến phong hào đấu la cấp 99. Theo sự phát triển hiện nay, hồn thú càng lúc càng hiếm. Đến một ngày nào đó, hồn hoàn sẽ là thứ xa xỉ, hồn đạo khí sẽ trở thành nguồn sức mạnh của nhân loại. Chỉ có tiếp nhận thì mới không bị thời đại loại bỏ. Chú ý dẫn mọi người đến phòng đấu giá. Vương Đồng thì lưỡng lự, hắn luôn cảm thấy mâu thuẫn và không thích dùng hồn đạo khí nên quay về suy ngẫm. Nơi mọi người đi tới là phòng đấu giá Tinh Quang, phòng đấu giá lớn nhất của Tinh La Đế Quốc. Tối nay sẽ có một buổi đấu giá hồn đạo khí, rất nhiều người tới tham dự. Món đầu tiên là hồn đạo khí cấp 3, có khả năng làm tê liệt hồn sư cấp 50 khoảng 1 giây. Từ điểm này có thể thấy tác dụng của hồn đạo khí trong chiến đấu là rất lớn. Chú ý quyết tâm bỏ số tiền lớn để mua. Lần lượt các món tiếp theo cũng được bày lên đấu giá. Chú ý đều bỏ số tiền lớn để mua lại. Vật cuối cùng là một cái hộp kỳ lạ. Hoắc Vũ Hạo vừa sử dụng tinh thần lực để dò xét thì đã bị khí tức sắc bén trên món đồ phản công ngược lại. Thứ này được gọi là đào khắc. Đào khắc là dụng cụ để khắc hoa văn lên hạch tâm hồn đạo khí. Học viện Sử Lệ Khắc cũng chỉ có 2 thanh được liệt vào bảng đào khắc top 100. Thanh đào trên bàn đấu giá cũng thuộc top 100, vốn dĩ được xếp top 30. Vậy nhưng nó lại bị nguyền rủa nên mới rớt xuống thứ hạng 99. Thanh đào này có thể phản phệ lại chủ nhân, tổng cộng đã qua tay 38 vị chủ nhân, tất cả đều bị chết thảm, cho nên mới bị coi là nguyền rủa. Vì điều này mà khán giả trên đài đều không dám trả giá, chỉ có Hốc Vũ Hậu là lên tiếng trả giá. Nhờ linh hồn thần bí, cậu có cách hóa giải nguyền rủa nên mới dám mua về. Sau khi trở về, Hốc Vũ Hậu liền đến thăm Vương Đông xem hắn ta đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không biết rõ, chỉ cần nghe tới hồn đạo khí liền không vui, giống như là trong đầu có một ý thức khác, Hoắc Vũ Hạo muốn kiểm tra thực hư. Sau khi đưa tinh thần lực vào bên trong biển tinh thần, cậu lập tức nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ, đây chính là thần niệm Đường Tam đã để lại. Uy áp vô cùng khủng khiếp, Hoắc Vũ Hạo bị dòng nước cuốn bay đi. Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt phải ra tay giải nguy thì mới đưa tinh thần của cậu trở lại được. Sau khi ý thức bị đánh bay ra ngoài, đập vào mắt của Hoắc Vũ Hậu là thân ảnh Vương Đông đang lơ lửng, luồng sức mạnh cuồn cuộn tuôn vào trong cơ thể. Thái Thản Cự Viên cảm nhận được Vương Đông đang gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy tới giúp. Thiên Thanh Ngư Mãng cũng xuất hiện. Dựa theo lời trò chuyện ta biết được, bên trong thức hải của Vương Đông chỉ bị kích hoạt cơ chế bảo vệ, có lẽ là để đề phòng Vương Đông gặp nguy hiểm. Với các bạn đã theo dõi hoạt hình 3D Trung Quốc, có lẽ đã không lạ lẫm gì hai đại hồn thú này nữa. Bọn họ đã được Đường Tam hồi sinh, hiện tại đang thủ hộ Hạo Thiên Tông thay cho Đường Tam.